Radio Tin Mừng xin kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Đức Kitô và Mẹ Hằng Cứu Giúp. Thưa quý vị, hôm nay thứ sáu, 4 tháng 5 2018, chương trình gồm những nội dung sau đây: Tin Công Giáo, Suy Nghĩ Lời Chúa, Câu Chuyện Báo Đây, Lắng Động Trong Ngày. Muôn đời vẫn tin riêng thần con. Ave, Ave, Ave Maria. Muôn đời vẫn tin riêng thần con. Mời quý vị và các bạn cùng Mai Thiên theo dõi bản tin công giáo. Các tổ chức phò sinh hoan nghênh quyết định của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bỏ quyền phát thai khỏi các nhân quyền. Khởi xướng mạng lưới ủng hộ nữ tu Úc bị trục xuất. Triết gia trở về công giáo khi tìm bằng chứng về linh hồn của vợ. Bạn có biết vì sao Đức Phanxicô ngủ say không? Đức Phanxicô làm phép chết minibus Caritas Giovanni. Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha tháng 5 2018. Đức Phanxicô làm phép chiếc minibus Caritas Giovanni. Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư 2 tháng 5 tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha ngỏ lời với các giáo dân hành hương: "Tôi xin chào anh chị em tín hữu Ba Lan và đặc biệt phái đoàn Caritas Polacca cũng như các bạn trẻ Syria đã đến Roma trên chiếc xe buýt đại sứ lưu động Caritas Giovanni, trong chương trình nhằm để xã hội quan tâm đến các vấn đề của những người nghèo nhất. Chiếc xe minibus Caritas Giovanni đi từ Ba Lan ngày thứ Sáu vừa qua để đến quảng trường Thánh Phêrô. Đức Phanxicô đã gặp các thiện nguyện viên trước mặt nhà Thánh Mata và đã ban phép lành cho chiếc xe buýt. Ngài khuyến khích các bạn trẻ làm thiện nguyện giúp các nạn nhân bị bắt hại ở Syria. Dấu hiệu thiêng liêng của dự án hành hương sẽ là hình ảnh Đức Mẹ Aleph. Chiếc xe buýt sẽ đi thăm 100 thành phố Ba Lan từ đây cho đến ngày 26 tháng 8 sắp tới." Các tổ chức phò sinh hoan nghênh quyết định của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bỏ quyền phá thai khỏi các nhân quyền. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã loại bỏ một phần nói về quyền sinh sản trong báo cáo nhân quyền thế giới hàng năm của mình và thay thế nó bằng các số liệu thống kê nói lên sự ép buộc trong kiểm soát dân số. Báo cáo quốc gia năm 2017 về thực tiễn nhân quyền được công bố tuần trước đưa ra các thông tin về phá thai cưỡng bức, buộc triệt đường sinh sản và các biện pháp kiểm soát dân số cưỡng chế khác. Mục này trước đây dưới thời Obama được gọi là mục về quyền sinh sản mà trong thực chất là quyền phá thai, ngừa thai, nhằm áp lực các quốc gia kém mở mang phải áp dụng các biện pháp kế hoạch hóa trong sinh sản. Ông Michael Kozak, phát ngôn viên Cục Dân Chủ, Nhân quyền và Lao động, cho biết sự thay đổi này là không làm giảm các quyền của người phụ nữ, mà đúng hơn là ngừng sử dụng một thuật ngữ có nhiều ý nghĩa khác nhau. Các nhóm phò sinh đã hoan nghênh sự thay đổi này. Lila Rose of Life Action cho biết quyền sinh sản từ lâu đã là một thứ lộng ngôn xảo ngữ nhằm hủy hoại cuộc sống con người trong bụng mẹ. Cụm từ có vẻ như trao quyền cho người phụ nữ, nhưng thực chất là buộc họ giết những đứa con chưa chào đời. Khởi xướng mạng lưới ủng hộ nữ tu người Úc bị trục xuất. Các nhóm thuộc Giáo hội Công giáo Philippines khởi xướng mạng lưới ủng hộ nữ tu thừa sai người Úc Patricia Fox mới bị chính quyền ra lệnh phải rời khỏi Philippines. Nhóm đoàn kết với mạng lưới người nghèo đặt mục tiêu thống nhất các tổ chức cùng đức tin để phản đối quyết định trục xuất nữ tu của chính quyền Philippines. Hơn 300 người thuộc các thành phần khác nhau tham dự buổi ra mắt của mạng lưới do linh mục dòng Cát Minh Rico Pons triệu tập. Cha Pons nói buổi tụ họp xác tín lẽ phải của nữ tu thừa sai làm việc phục vụ người nghèo. Vị linh mục kêu gọi công chúng ủng hộ và bảo vệ nữ tu tự do thực hành sứ vụ, bổn phận, trách nhiệm Kitô hữu của người dân Philippines. Đức giám mục phụ tá Manila Roderick Pabinlo nói: "Các tín hữu công giáo đừng im lặng trước những sự việc
ảnh hưởng đến cuộc sống của người nghèo. Mọi việc có sự liên quan mật thiết với nhau, vị giám chức nói. Cánh hoạt động xã hội của Hội đồng Giám mục Quốc gia cũng phát hành thông cáo nói, đứng lên vì sự đoàn kết không chỉ cho Sir Fox, nhưng còn cho quyền con người của cả cộng đồng. Chúng ta sẽ không dễ bị đe dọa bởi các biện pháp mang tính đàn áp của chính quyền nhằm ngăn cản tự do bày tỏ chính kiến và quấy rối giáo hội. Cha Edwin Garrigues, vị đứng đầu Caritas Philippines, phát biểu. Trước đó, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Philippines, Đức Tổng Giám mục Romulo Valles của Davao kêu gọi Tổng thống Rodrigo Duterte thu hồi lệnh trục xuất Sir Fox. Hãy để Sir tiếp tục phục vụ người Philippines, Đức Tổng nói. Hôm 16 tháng 4, Bộ Di trú Philippines tạm giữ Sir Fox là bề trên dòng Đức Bà Sion vì cho rằng Sơ tham gia vào các hoạt động chính trị bất hợp pháp. Nữ tu người Úc được thả ngày hôm sau, 17 tháng 4, nhưng vẫn bị điều tra thêm. Đến 25 tháng 4, Bộ Di trú ra quyết định thu hồi giấy thông hành của nữ tu thừa sai và ra lệnh Sơ phải rời khỏi Philippines trong vòng 30 ngày. Trong thông cáo mới đây của mạng lưới ủng hộ, nói việc hủy bỏ giấy thông hành của Sơ Fox là trái với lẽ phải. Đây rõ ràng là hành động pháp lý quấy rối người có tín ngưỡng, tận tâm phục vụ cho các sứ vụ của giáo hội, thông cáo viết. Sir Mary John Manazan, dòng biển Đức, nói về bản buộc tội Sir Fox rằng, đáng ra, đó phải là bản liệt kê các thành tựu của Sir. Tiên tri phải biết đứng lên, cất tiếng nói. Sir Manazan, người thường lên tiếng ủng hộ nhân quyền, phát biểu. Triết gia trở về Công giáo khi tìm bằng chứng về linh hồn của vợ. Đức Giám mục Richard Umber của Sydney, Úc, gần đây đã chia sẻ trên trang Facebook của mình một bài báo về một người đàn ông tuyệt vời có tên là Italo Spinelli, với tiêu đề là Người quá vợ nghiên cứu về linh hồn của vợ. Bài viết xuất hiện trên tờ Thời báo Úc, Australian Times. Bài báo giới thiệu một công nhân về hưu đau buồn vì sự ra đi của người vợ đã nhận được bằng triết học ở tuổi 82 khi ông nỗ lực khám phá những gì đã xảy ra với linh hồn của người vợ mình và liệu ông có thể gặp lại được bà ấy hay không. Bài báo nói rằng ông nhớ người vợ của mình và muốn biết xem liệu một linh hồn có thực sự là bất tử hay không, nên ông đã học triết học. Tôi thấy nhà triết học và bác học Aristotle hơi lạnh lùng. Nhưng tôi thích nhà triết học Plato và những nghiên cứu của ông về linh hồn bất tử, người đàn ông nói với tờ Times. Tôi cũng nghiên cứu các tác phẩm của Thánh Thomas More và Blaise Pascal. Bây giờ ông đã có bằng tiến sĩ, bài báo nói. Ông Spinelli nói ông đã tìm được câu trả lời cho mình, và cuối cùng sự nghiên cứu của tôi đã đưa tôi trở lại với đức tin của người Công giáo và đã thuyết phục tôi rằng tôi sẽ gặp lại vợ mình là Angela khi tôi nhắm mắt lìa đời. Ông kết luận mọi người nên nghiên cứu triết học. Bạn có biết vì sao Đức Francisco ngủ say không? Đúng, Đức Francisco có một bí mật để ngủ say, để duy trì năng lực luôn cao để làm việc hàng ngày. Chuyện này thì Thánh Giuse không xa lạ. Đối với Đức Francisco, người Công giáo không nên sợ giông bão, sợ ngược gió, nhưng họ phải tin tưởng đi tới đằng trước, bám vào bình tâm và thanh thản mà Chúa đã bơm vào tâm hồn họ. Để giúp đỡ chúng ta làm được việc này, nhiều vị thánh đã rất hiệu quả và quên mình để cầu bầu, giúp chúng ta trong những công việc nhỏ hàng ngày mà kết quả của nó nhiều khi chúng ta không hình dung được. Khi được hỏi ở đâu Ngài bình tâm trước bao nhiêu khó khăn, căng thẳng, chống đối, Ngài phải đối đầu ngay đầu triều giáo hoàng của mình. Đức Francisco trả lời không chút do dự. Thánh Giuse, một sự gắn bó với Thánh Giuse đã có từ lâu. Từ hồi Ngài còn ở Buenos Aires, khi Ngài mới 17 tuổi, Ngài đã biết chắc mình sẽ là linh mục. Khi tình cờ như có một thôi thúc kỳ lạ, Ngài bước chân vào nhà thờ Thánh Giuse. Từ đó, không những Ngài có tượng Thánh Giuse ở đầu giường mà còn có hai tượng khác ở trên bàn viết của mình. Đối với Đức Francisco, có Thánh Giuse ngủ gần mình
trên bàn đầu giường thì hơn là có thuốc ngủ. Nếu tôi có một vấn đề nào đó, tôi viết trên mẫu giấy nhỏ, tôi để dưới tượng trong phòng tôi, để Ngài mơ, để Ngài cầu nguyện cho vấn đề này. Đức Francisco đã nói như trên trong cuộc gặp gỡ với các bề trên dòng, nhưng đó không phải là lần duy nhất Ngài nói đến hình ảnh Thánh Giuse ngủ. Một hình ảnh không mấy quen thuộc ở Âu Châu, nhưng rất quen thuộc ở châu Mỹ Latin. Ngài cũng đã nhắc đến chuyện này trong chuyến đi Philippines tháng 1 2015. Bây giờ Thánh Giuse ngủ trên một lô các tờ giấy nhỏ, còn tôi thì tôi ngủ ngon. Đó là ơn Chúa, tôi luôn ngủ 6 tiếng và tôi cầu nguyện theo cách của tôi. Một tấm gương của tin tưởng và của đức tin. Để hiểu về việc Thánh Giuse trong vị thế này thì phải thấy bài học tin tưởng và đức tin phát xuất từ đó. Đức Francisco nhấn mạnh rất nhiều đến khía cạnh này. Nếu Thánh Giuse thường được sách thánh mô tả trong tư thế ngủ, có một thiên thần bên cạnh, thì phải hiểu sự thật chủ yếu này. Thiên Chúa mặc khải chương trình tình yêu trên chúng ta khi chúng ta ngủ. Đức Francisco nỗ lực mỗi ngày, Ngài luôn khuyến khích chúng ta dành ra một giây phút nghỉ ngơi trong Chúa để biết ý Chúa trong đời mình. Ngài khẳng định nghỉ ngơi là cần thiết cho sức khỏe tinh thần và thể xác. Đúng, không phải lúc nào cũng dễ để nghỉ ngơi với tất cả gánh nặng đè trên cuộc sống mỗi người. Nhưng lúc này là lúc cần thiết để nghe tiếng Chúa và hiểu Ngài muốn gì ở ta. Dưới cảm nghiệm của thần khí, Thánh Giuse đã hiểu và thực hành điều mà sau này Thánh Phaolô khuyên các tín hữu Kitô. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn mà giải bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. Mỗi ngày Đức Francisco đều bỏ thì giờ ra để nghỉ ngơi trong Chúa, và có thể đó là lý do Ngài có năng lực và luôn tươi cười khi làm việc như chúng ta thấy. Như Thánh Giuse, sau khi ngủ là làm việc, vào trong thế giới này với sức mạnh của lời cầu nguyện, dưới sự che chở của Thánh Giuse, tuy ngủ nhưng Ngài vẫn chăm sóc giáo hội. Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha tháng 5 2018, sứ mạng của người giáo dân. Người giáo dân đứng ở tuyền tuyến của đời sống giáo hội. Chúng ta cần chứng từ của giáo dân về chân lý của tin mừng. Và gương mẫu đời sống của giáo dân diễn tả đức tin bằng cách thực thi tình liên đới. Chúng ta hãy cảm ơn những giáo dân đã sẵn sàng mang lấy các rủi ro. Họ không sợ hãi, họ mang đến niềm hy vọng cho những ai nghèo khổ nhất, cho những ai bị loại trừ và chịu thiệt thòi. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện trong tháng này, để người giáo dân có thể trung thành với sứ mạng đặc thù của họ, sứ mạng mà họ lãnh nhận khi chịu phép rửa, để họ đưa những sáng kiến của mình vào việc phục vụ, đáp lại các thách đố của thế giới ngày nay. Và Chúa biết con đi tìm những ước
ở đó bên con, lặng lẽ dõi hướng chân con. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan chương 15 từ câu 18 đến câu 21. Nếu thế gian ghét anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em. Hãy nhớ lời Thầy đã nói với anh em, tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Nếu họ đã tuân giữ lời Thầy, họ cũng sẽ tuân giữ lời anh em. Nhưng họ sẽ làm tất cả những điều ấy chống lại anh em, vì anh em mang danh Thầy, bởi họ không biết Đấng đã sai Thầy. Đức Giêsu bị ngược đãi và bị bắt bớ vì Ngài không thuộc về thế gian. Người môn đệ của Chúa không còn thuộc về thế gian nữa, vì thế họ cũng sẽ bị thế gian ghét bỏ và ngược đãi như Chúa. Chúng ta tin và đi theo Chúa, chúng ta cũng sẽ gặp nhiều gian nan, thử thách và đau khổ. Nhưng Đức Giêsu đã chiến thắng tội lỗi và Ngài cũng cho chúng ta sức mạnh để chiến thắng. Quan trọng là chúng ta có tin vào Ngài và can đảm chấp nhận bị ngược đãi, bị thua thiệt, bị mất mát vì Ngài hay không. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn vững tin vào Chúa, hy vọng nơi Chúa và trung thành yêu mến Chúa. Dù cuộc đời chúng con có túng nghèo, đau khổ hay bị ngược đãi, chúng con không bao giờ nao núng, nhưng luôn tin tưởng vào Chúa. Hạnh phúc và vinh quang đích thực của chúng con chính là Chúa. Xin cho chúng con dám xác tín như Thánh Phaolô, dù sự sống hay sự chết, dù thiên thần, thiên phủ, không có gì tách tôi ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa trong Đức Giêsu. Amen. Thánh Pio thứ năm, Giáo Hoàng, cùng với Đức Maria. Để có thể trung thành với lời Chúa, chúng ta cần hiểu biết lời ấy. Vì thế, chúng ta phải siêng năng gần gũi, học hỏi, đào sâu ý nghĩa và yêu mến lời Chúa bằng hết cả lòng dạ chúng ta. Điều này chỉ có thể nếu ta xác tín rằng lời Đức Giêsu luôn luôn là một lời yêu thương, một tin mừng cho đời sống chúng ta. Đức Maria, người lữ hành đầu tiên trong cuộc hành trình đức tin, chỉ đường dẫn lối cho chúng ta. Đức Maria là gương mẫu cho ta khi mẹ lắng nghe lời Chúa và trung thành giữ lấy lời. Hãy nhìn mẹ, ngôi lời đã làm người trong lòng mẹ và nhân tính Đức Kitô đã trở nên lời Thiên Chúa như thế nào, thì lời Chúa cũng mang lấy xác phàm của chúng ta như vậy và biến đổi ta trở nên một bức thư của Đức Kitô như Thánh Phaolô đã viết. Rõ ràng anh em là bức thư của Đức Kitô, không phải viết bằng mực, nhưng bằng thần khí của Thiên Chúa hàng sống. Nếu chúng ta trung thành với lời Chúa, thì lời ấy sẽ chiếm ngự chúng ta, lời sẽ ở lại trong ta như đã đâm rễ nơi Đức Maria, lời sẽ biến đổi chúng ta, và như Chúa Giêsu, con người của chúng ta sẽ trở nên lời Thiên Chúa cho tất cả mọi người xung quanh. Muôn nơi con tìm hạnh phúc, như trong đêm đau con gặp niềm đau, và Chúa biết con đi tìm, tìm những ước mơ trong đời, Ngài vẫn ở đó bên con, lặng lẽ dõi hướng chân con. Khi con bơ vơ con tìm đến Chúa, khi con hoang mang con tìm bình an, và Chúa bất thương con hỏi, Ngài dẫn bước con trong đời, tình yêu ơi khó tuyệt vời.
Tiếp theo là chuyên mục Câu chuyện đó đây. Mai Thiên mời quý vị cùng theo dõi. Vụ Trịnh Xuân Thanh, Slovakia yêu cầu đại sứ Việt Nam giải thích. Theo RFI, Berlin tiếp tục gây áp lực với Slovakia để làm sáng tỏ cáo buộc về việc công an Việt Nam sử dụng máy bay của chính phủ Slovakia để đưa ông Trịnh Xuân Thanh, người xin tị nạn tại Đức, rời châu Âu hồi tháng 7 2017. Trong cuộc họp báo với Thủ tướng Đức hôm 2 tháng 5 2018 tại Berlin, Thủ tướng Slovakia một mặt khẳng định chính quyền Bratislava không can dự vào vụ bắt cóc, mặt khác thông báo đã yêu cầu đại sứ Việt Nam giải trình về chuyến bay bị nghi ngờ. Báo chí Slovakia dẫn lại tin của hãng thông tấn nhà nước TASS. Theo đó, Thủ tướng Peter Pellegrini bác bỏ cáo buộc chính quyền Slovakia đã tham gia bằng cách này hay cách khác vào việc chuyên chở công dân Việt Nam bị bắt cóc, đồng thời cho biết đã mời đại sứ Việt Nam tại Bratislava cung cấp thông tin chi tiết về chuyến bay đi Nga hồi tháng 7 năm ngoái, với chiếc phi cơ được Slovakia cho mượn. Theo Thủ tướng Slovakia, đại diện ngoại giao Việt Nam có cuộc gặp với chính quyền Slovakia hôm 3 tháng 5. Báo Slovakia bằng Anh ngữ The Slovak Spectator cho hay, cũng trong cuộc họp báo nói trên, Thủ tướng Slovakia thừa nhận ông Trịnh Xuân Thanh có thể đã bị đưa lên chuyến bay nói trên, và lòng hiếu khách của Slovakia có thể bị đối tác Việt Nam lạm dụng, cho dù trong hiện tại chưa có bằng chứng xác thực nào. Về phần mình, Thủ tướng Đức Angela Merkel nhấn mạnh là đồng nhiệm Slovakia đã hứa hẹn hợp tác trong việc điều tra. Nghi ngờ hướng về chính phủ Slovakia gia tăng sau khi báo Đức hồi tuần trước nêu nghi vấn công an Việt Nam đã sử dụng một máy bay được chính phủ Slovakia cho mượn để chở ông Trịnh Xuân Thanh về Việt Nam qua ngã Moscow. Nghi án ông Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc về Việt Nam khiến quan hệ ngoại giao giữa Berlin và Hà Nội khủng hoảng trầm trọng kể từ mùa hè năm ngoái. Lý do không thanh tra nhà máy Formosa năm nay, theo RFA, công ty trách nhiệm hữu hạn Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh sẽ không bị thanh tra năm nay vì đã đáp ứng được các tiêu chuẩn kỹ thuật cũng như những quy chuẩn về bảo vệ môi trường. Đây là nội dung chính được Bộ Tài nguyên Môi trường đưa ra trong thông cáo báo chí ngày 3 tháng 5 để giải thích quyết định không thanh tra về môi trường đối với nhà máy gây thảm họa môi trường biển từ năm 2016 này. Theo Bộ Tài nguyên Môi trường, kể từ sau thảm họa môi trường biển xảy ra năm 2016, hai trạm kiểm định môi trường di động đã được thiết lập để giám sát nước thải của công ty Formosa với tần suất 3 lần một ngày trong thời gian 3 năm. Bộ này cũng đã xây dựng một cơ chế giám sát đặc biệt cho Formosa, bao gồm việc giám sát hàng ngày của cơ quan chức năng, giám sát liên tục của các thiết bị tự động và các đợt kiểm tra định kỳ cũng như đột xuất từ các ban ngành liên quan. Bộ Tài nguyên Môi trường cho biết sẽ tiếp tục cơ chế giám sát này cho tới khi công ty Formosa hoàn thành toàn bộ các hạng mục bảo vệ môi trường. Về các tiêu chuẩn kỹ thuật, cơ quan môi trường này cũng cho biết các công trình xử lý nước thải bổ sung đã được hoàn thành và đưa vào hoạt động, trong đó bao gồm việc chuyển phương pháp làm nguội than cốc ướt để tránh phát sinh nước thải sang môi trường. Ngoài ra, cũng theo Bộ Tài nguyên Môi trường, kể từ tháng 7 2016 đến nay, nước thải và khí thải của Formosa luôn bảo đảm và đạt các quy chuẩn của Việt Nam trước khi được phép xả ra ngoài. Tuy nhiên, cơ quan này cũng nói rõ, sẽ còn tiếp tục giám sát công ty Formosa và yêu cầu công ty này hoàn thiện các công trình bảo vệ môi trường còn thiếu để đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Trước đó vào cuối tháng 4 vừa qua, Bộ Tài nguyên Môi trường đã công bố danh sách 200 doanh nghiệp bị thanh tra trong năm nay, trong số này không có công ty Formosa Hà Tĩnh. Xin nhắc lại, vào tháng 4 2016, tại khu vực 4 tỉnh Bắc Trung Bộ của Việt Nam, đã xảy ra thảm họa môi trường biển khiến cá và hải sản chết hàng loạt, nổi trắng ven biển. Công ty Formosa sau đó đã nhận trách nhiệm xả thải ra biển gây ra thảm họa. Thảm họa môi trường này đã khiến hàng trăm ngàn người dân mất sinh kế, nhiều người phải bỏ nghề đi tha hương. Gần đây, hiện tượng cá nuôi chết lại xảy ra tại khu vực gần nhà máy Formosa và nguyên nhân chưa được công bố.
Việt Nam tiếp tục đàn áp người thượng Tây Nguyên theo đạo Thiên Chúa. Cơ quan chức năng Việt Nam tiếp tục bắt hại nặng nề những tín đồ Thiên Chúa giáo, người sắc tộc thiểu số bản địa ở Tây Nguyên, Montana. Kết luận này được đưa ra trong bản phúc trình dài 25 trang được công bố vào ngày 3 tháng 5 do Tổ chức Nhân quyền Montana và nhóm vận động bãi bỏ tra tấn tại Việt Nam. Theo Giám đốc điều hành của Tổ chức Nhân quyền Montana, thì những người sắc tộc thiểu số Tây Nguyên thuộc nhóm đối tượng mà cơ quan chức năng Việt Nam nhắm đến, nhóm này bị đối xử như kẻ thù ngay tại quê nhà của họ. Trong trường hợp những người này muốn thực hành tôn giáo của họ một cách độc lập hoặc chống lại biện pháp cưỡng chế đất đai, thì họ bị kết tội làm gián điệp hay muốn lật đổ chính quyền. Phúc trình được công bố đưa ra những chứng cứ về hành xử tiếp diễn của các viên chức chính quyền trong việc buộc những người sắc tộc ở Tây Nguyên phải công khai bỏ đạo. Những ai vẫn cương quyết theo những hội thánh tại gia thì phải đối mặt với các biện pháp đánh đập, bắt bớ và tù tội. Phúc trình vừa công bố cho thấy việc sử dụng Internet của người sắc tộc Tây Nguyên bị Bộ Công an theo dõi chặt chẽ. Kể từ năm 2014, cơ quan này tiến hành một chiến dịch nhằm ngăn chặn người sắc tộc thiểu số Tây Nguyên tiếp cận hoặc chia sẻ những tài liệu bị cho là chống chính quyền trên mạng. Thống kê cho thấy ít nhất 60 người sắc tộc thiểu số Tây Nguyên đang phải thụ án tù mà mức cao nhất lên đến 17 năm, chỉ vì họ thực thi quyền biểu tỏ chính kiến độc lập một cách ôn hòa và thờ phượng độc lập. Theo nhận định đưa ra trong bản phúc trình, thì người sắc tộc thiểu số Tây Nguyên Montana chiếm chưa đến 2% dân số Việt Nam. Thế nhưng có đến phân nửa những tù nhân lương tâm tại đất nước này là người sắc tộc thiểu số Tây Nguyên. Cũng theo phúc trình, thì có ít nhất 25 người sắc tộc thiểu số Tây Nguyên chết trong tù vì bị tra tấn và ngược đãi. Do bị truy bức, nhiều người sắc tộc thiểu số Tây Nguyên phải trốn sang Campuchia và Thái Lan để tìm quy chế tị nạn. Hai tổ chức đồng công bố phúc trình như vừa nêu, kêu gọi Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào danh sách những quốc gia cần quan tâm đặc biệt vì những vi phạm quyền tự do tôn giáo một cách có hệ thống, nặng nề và tiếp diễn. Sau hết, mời quý vị cùng Mai Tiên theo dõi chuyên mục Lắng Động Trong Ngày. Chúa vẫn âm thầm từng ngày trong con với những vui buồn cuộc đời nhân gian, bước con lầm than tình Chúa vẫn dâng tràn. Tình yêu của Chúa ví như khung trời xanh, ngày đêm lặng lẽ vẫn chờ che mọi lúc, bước con an bình đời thắm tươi đẹp tình. Chúa cùng con với tâm lòng sáng, sống cho đời con chan chứa khôn vơi tình thương Chúa sang đời. Tình con dân Chúa quyết tâm từ đây bên yêu nồng say, dân thân dương xây trọn cả cuộc đời này. Cũng như tại bất cứ một trung tâm hành hương nào tại Lộ Đức, du khách và khách hành hương có thể đọc được không biết bao nhiêu lời cảm tạ dâng lên Đức Mẹ, cũng như không biết bao nhiêu kỷ vật khác mà những người thọ ơn muốn cho thiết lập để ghi nhớ ơn Mẹ. Trong muôn nghìn kỷ vật tạ ơn ấy, người ta thấy có một bức tượng diễn tả một người mù vừa được chữa lành. Dĩ nhiên, được sáng mắt là một trong những phép lạ đầu tiên được ghi trong sách những phép lạ tại Lộ Đức. Nhưng bức tượng người mù sáng mắt ở đây lại tượng trưng cho một biến cố khác,
một phép lạ theo đúng nghĩa, bởi vì đó là phép lạ của một người tìm lại được ánh sáng đức tin. Bức tượng này được một người đàn bà quý phái cho dựng lên để ghi nhớ ánh sáng đức tin mà bà đã tìm lại được tại Lộ Đức. Tuy là người Công giáo, nhưng kể từ khi chồng bà qua đời, người đàn bà không còn một chút tin tưởng gì nơi Chúa, nơi mẹ nữa. Và dĩ nhiên, cũng giống như những người khô đạo khác, người đàn bà chỉ tìm kiếm có một điều, đó là thú vui trong cuộc sống. Một mùa hè nọ, trên đường đi đến một trung tâm nghỉ mát nổi tiếng ở phía nam nước Pháp, người đàn bà phải đi qua Lộ Đức. Thấy đám đông tấp nập tại trung tâm Thánh Mẫu, bà ta tò mò dừng lại xem. Bà không ngờ rằng chính Chúa đang tìm kiếm và đeo đuổi bà. Từ thái độ bàng quang của một người hiếu kỳ, người đàn bà đã tìm lại ánh sáng đức tin. Để tạ ơn Chúa và Đức Mẹ, bà đã cho dựng lên bức tượng của người mù với hàng chữ như sau: tìm lại đức tin là một phép lạ vĩ đại, lớn hơn là được sáng mắt. Quý vị và các bạn thân mến, trên vạn nẻo đường của chúng ta, lúc nào Thiên Chúa cũng có mặt. Thật ra, không phải con người đi tìm kiếm Thiên Chúa cho bằng chính Thiên Chúa đeo đuổi tìm kiếm con người. Trong mọi biến cố của cuộc sống, lúc nào Thiên Chúa cũng có mặt. Trong an vui hạnh phúc hay trong thất bại khổ đau, Ngài luôn ở bên cạnh chúng ta để mời gọi chúng ta tin tưởng ở tình yêu của Ngài. Ngay cả khi con người muốn khước từ và gạt bỏ Ngài ra khỏi cuộc sống, Thiên Chúa vẫn tiếp tục đeo đuổi con người. Thánh Kinh đã ví Thiên Chúa như một người tình chung thủy, lúc nào cũng chờ đợi, lúc nào cũng nài vang, lúc nào cũng phổ về và lúc nào cũng thứ tha. Tin ở một sự hiện diện trung thành như thế của Thiên Chúa, thái độ của chúng ta phải là thức tỉnh, chờ đợi và tin tưởng không ngừng. Trong an vui thịnh đạt, chúng ta dâng lời cảm tạ Chúa. Trong thất bại khổ đau, chúng ta cũng hãy tin tưởng phó thác. Và ngay cả những lúc vấp ngã vì yếu đuối, chúng ta cũng hãy tin tưởng ở lòng tha thứ vô bờ của Thiên Chúa. Ngài sẽ không bao giờ bỏ mặc con người. Chúa vẫn âm thầm từng ngày trong con, với những vui buồn cuộc đời nhân gian, bước chân lầm than tìm... Radio Tin Mừng xin tạm dừng tại đây. Mọi thắc mắc và ý kiến đóng góp vui lòng gửi về địa chỉ email radio tin mừng a.gmail.com. Hãy xin tôi thấy tạm biệt. Lạy Chúa, xin cho tất cả chúng con biết mở rộng tâm hồn để cảm thông và chia sẻ với anh chị em mình. Chúa cùng con với tâm lòng sống, sống cho đời con chan chứa khôn vơi tình thương Chúa sang người. Tình con dâng Chúa, quyết tâm từ đây mến yêu nồng say, dấn thân dâng xây trọn cả cuộc đời.